Ô nói gì sau trận thắng U22 Lào? Phát biểu với báo chí sau trận thắng U22 Lào 6-1, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Đây chỉ là trận thứ hai tại giải. Tôi hài lòng vì đội thắng, xin được chúc mừng các cầu thủ. Trận này Tiến Linh và Đức Trinh đều chơi tốt và tôi hoàn toàn tin tưởng. Họ đã ghi nhiều bàn thắng tính đến thời điểm này. Tôi kỳ vọng họ tiếp tục ghi nhiều bàn hơn nữa." Về bàn thua của U22 Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng U22 Việt Nam phải rút ra bài học U22 Việt Nam bị ghi bàn trong tình huống mà chúng tôi đã tập luyện chống phản công nhanh khá nhiều, nhưng lần này lại mắc lỗi. Tôi phải trao đổi lại với các cầu thủ về bàn thua này, về việc tung ra nhiều trụ cột trong trận đấu U22 Lào, huấn luyện viên Park Hang Seo nói. Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh ra sân từ đầu theo kế hoạch của ban huấn luyện, họ ra sân hôm nay và đều đã chơi tốt. Họ ra sân vì tất cả đều rất quan trọng. Các cầu thủ này sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các trận đấu quan trọng sắp tới. Nói về trận gặp U22 Indonesia sắp tới, thầy Park thể hiện sự quyết tâm: "Chúng ta chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi cho trận gặp Indonesia, đó là trận quan trọng và tôi sẽ cùng các học trò toàn tâm toàn ý cho trận. Tôi sẽ sử dụng 11 cầu thủ tốt nhất đấu Indonesia." Trong khi đó, huấn luyện viên Sandra Muthi của U22 Lào cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn như dự đoán nhưng tôi không nghĩ thủng lưới sớm vậy. Kế hoạch của U22 Lào đã bị phá sản sau bàn thua này. U22 Việt Nam xứng đáng chiến thắng. Hàng thủ của chúng tôi mắc lỗi." còn các pha lên bóng của việt nam khá hay tôi đánh giá cao cầu thủ tiến linh đó là một tài năng rất hứa hẹn